có nhận nguồn chỗ sứ vườn nghe vậy cái vỏ nó dày. Ở đâu mà... cô? Ở bờ bao vô 25. Ở đâu đường tắt nè, nó bán bờ bao không đó. Mua đó. Đúng, mà hôm nay nói đúng rồi đó. Trời ơi nó mua gì mà thấy ngang nó ra dưới sứ vườn ngon lắm vậy. Ờ, nè, mua đây không nè. Bờ bao hả? Là ở xã nào? À, xã Đông Hưng B. Đông Hưng B. Ký nhiêu cô? Ký 2 ký thì 35. Rồi khi nào nó có lại? Rồi tới tháng 4. Tháng 4 mới có trái nữa hả? Ờ, tháng 4. Là có từ tháng mấy đến tháng mấy? Tháng 6 mới có bẻ được, tháng 4 nó có bông. Và hai tháng luôn quạt đó. Ừ. Cực lắm con ơi. Năm nay rất thất à. Có cái nào có tiền mà cứ rước sao nó nghe đây. Ờ bảo gì. Thu hoạch vậy được là bao nhiêu? Năm nay thất con không biết nè, muốn làm lời không cô? Năm thu hoạch được năm rồi thì lời mấy triệu? Năm rồi lời mấy triệu, năm nay chắc đi đứt quá. Năm nay đi đứt hả? Ừ. Là do bị gì? Do tại vì mình không có săn sóc. Nó chỗ bông rồi không có thịt thuốc dưỡng. À. Bị vợ nó mắc xanh rồi thành thử không có săn sóc. Có thằng trai thứ tư nè. Rồi đi bẻ nó bán giùm cho nó. Của con rất đủ rồi. Đủ anh với dắt ơi, dắt. Rồi được rồi, nấu luôn giùm cho luôn. Nè chị căng coi. Ngựa thì chứ. Nốt luôn hả? Đây ra đi 2 kg anh. Rồi đi cắt ha. Ký gì hả? Ký 15. Thôi vậy. Rồi. Không không đủ. Không có lắm à.